Em mua gối ở đâu ạ? Giá bao nhiêu? Hello, xin chào các bạn, mình là Thành. Còn đây là Gốc. Mình thấy có nhiều bạn hỏi anh mua gối ở đâu ạ? Giá bao nhiêu? Mình comment chắc cũng không trả lời hết được nên mình làm clip cho các bạn tham khảo luôn nha. Mình mua gấu của một anh ở trên mạng thôi. Anh ấy ở Đông Anh, Hà Nội. Và anh ấy có đăng trên các nhóm buôn pháp trên Facebook. Ý đang giao bán với giá 7 triệu. Mình thích quá nên mình alo hỏi anh ấy về gấu luôn. Mình đến tận nơi để xem các bạn ạ. Thì anh ấy có bảo là bố của gấu thì có giấy tờ, còn mẹ của gấu thì lại không có, nên gấu mới bán với mức giá 7 triệu các bạn ạ. Còn bình thường buôn pháp có giấy tờ đầy đủ cũng phải trên 13 triệu các bạn ạ. 30-40 triệu cũng có ấy. Nhưng mình thì không quan trọng về giấy tờ lắm. Mình xác định mua bé về nuôi thôi. Và coi gấu là một thành viên trong gia đình mình luôn. Nếu các bạn muốn nuôi một bé như gấu, các bạn phải xác định sẽ gắn bó với nó, chứ đừng chỉ nhất thời thích một chú chó và mua về nuôi xong không lo được cho nó, cũng như không dành được thời gian cho nó. Như thế thì còn tội nghiệp nó hơn các bạn ạ. Mình thấy nhiều người mua về nuôi được khoảng 1 năm, lúc đó nó đã có tình cảm và trung thành với bạn rồi, xong vì bạn công việc quá không có thời gian dành cho nó, phải bán để cho người khác nuôi. Lúc đấy thì mình thấy tội nghiệp nó lắm các bạn ạ. Nên các bạn có muốn nuôi thì phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi nuôi nha. Có câu hỏi gì các bạn cứ comment, mình sẽ trả lời dần. Bye.